Mình đang ở bên đảo Treasure Island và đảo Kho Báu. Đây là cái vùng vịnh San Francisco, bên kia là thành phố San Francisco. Còn đây là cây cầu Bay Bridge. Giờ này là giờ cao điểm xe nối đuôi nhau. Đây là cây cầu 2 tầng nha các bạn. Tầng trên đi qua, tầng dưới đi lại, đi ngược lại. Cái cây cầu này là mình nhìn thấy là chỉ có một phần của cây cầu thôi đó. Còn nó còn rất là dài, cây cầu này dài tới 19 cây số. Từ ở bên San Francisco mà bắt qua tới Oakland, bắt ngang cái là cái biển á. Nhưng mà nó trên nằm trong cái vịnh chứ không phải ở ngoài biển. Tại vì cái vịnh này rất là lớn. Ở đây ở Oakland đó là có một cái cảng để mà đưa hàng hóa tới rất là nhiều, cả thế giới đưa hàng hóa tới đây nè. Ở đây hàng năm người ta đi tới du lịch rất là đông. Cái này là mình chỉ nhìn có một góc cạnh nào đó thôi chứ không có thể nào mà mình nhìn toàn diện hết được. Cây cầu này là năm 1989 có một trận động đất rất là lớn làm cho cây cầu này bị sập luôn. Thì những cái chiếc xe mà chạy trên cầu là phải rớt xuống biển, và có một số xe là bị kẹt ở trong cây cầu luôn. Tại cái cầu này là hai tầng mà nó sập cái tầng trên xuống tầng dưới sập xuống rớt xuống biển luôn. Các bạn có thấy xe chạy trên đó không? Không có tốn tiền để trả phí cầu. Còn nếu mà mình ở những cái con đường khác mà mình đi vô San Francisco á, mà đi qua cái cầu này á, thì mình phải trả phí để qua cái cầu. Cái phí đó có khoảng $7 cho một lần mình đi á. Đây khí hậu rất là tốt, rất là trong lành, lúc nào cũng mát mẻ hết. Mình đang đứng bên lề đường để mà quay video cho các bạn coi đó. Gió thổi cũng nguy hiểm lắm, mình không biết là cái tiếng gió thổi hù thế nào cũng phải có. Mình đứng trên cao rồi quay xuống. Ở đây có rất nhiều cái tàu cao tốc để chở du khách đi vòng vòng. Thôi mình tạm dừng video đây nha. Bye bye các bạn.